Dạ, cô chúc cho chị đó là chúc nhà như nè, đó là chúc nhà như nè. Buổi sáng vậy? Buổi sáng như vậy. Sao bây giờ? Cô chúc cho chị buổi sáng vui vẻ. Làm gì vậy sao? À, đưa tiền cho chú ấy xuống. Đây mày cầm vô cho. Mua phở. Nói nói ông ngoại con phở rồi. Mua. Mua phở bò à, su em Na ăn bò né, bò tái nhỏ. Dạ. Còn su thì ăn bò né. Xúc xích. Su ăn bò né. Cho em một miếng xúc xích nha su nha. Dạ. Trứng. Rồi, quá trứng rồi. Na ăn đi. Được vô rồi ha. Em ăn, sẽ ăn xôi cho mọi người. Rồi mời cô chú đi nè. Rồi mời cô chú cái kia con một ăn nhỏ. Cùng ăn bò. Cùng ăn chim bên bò nha nè. Có ăn cá xúc xúc. Ừ. Cá xúc xúc. Mời cô chú các chị cùng ăn nha. Giờ xin thử lọc, lọc, lọc. Giờ mẹ lên mẹ tranh thủ mẹ ăn miếng xôi với mẹ làm cho chị kia trang điểm. Chị đang chạy lại. Su, Su ra chế nước cho em đi Su. Chế nước cho em. Rồi hai đứa ăn nha. Dạ. Đó ăn cá xúc xúc. Ok. Ăn nữa hả? Ăn đi. Ăn nữa. À. Không được ăn nữa. Chứ đưa tôi về kia nhưng kêu ăn không được ăn nữa giùm Duyên. Ăn đây nha. Dạ. Ngon không? Ngon không? Ừ, ngon. Ừ. Ngon. Ok ha, ăn đi cho công cho nó không nó nguội. Cái gì nè? Nó nói gì? Cho chút nhiều. Mẹ có gì? Con không? Con sẽ bời. Con nói mẹ có gì? Con xong. Con xong hả? Con. Đi rửa miệng đi, vô nhà tắm rửa miệng đi. Không. Đi vô nhà tắm rửa đi, tanh rình nè. Không. Có khóc rồi, chị Tiên lại trang điểm rồi. Vô. Quét sâu hả? Su đi rồi, Su đi đưa thiệp cho chị Tiên rồi. Chị Tiên đi quên rồi, đi vô. Thôi ở nhà đi, không có đi. Thôi ở nhà, ở ra ngoài chơi xe đạp đi. Ra ngoài lấy xe đạp của Nai chơi đi. Ơi có nhà không shop ơi, qua nhuộm tóc đồ các kiểu vô lên đây.
chờ thấy chưa, gửi tóc cho nó thấy chưa. Rồi bây giờ thì Su đã nấu mì cho Na, nhưng mà hồi nãy Su quên quay. Ngồi xuống. Rồi giờ mì của Na là gồm có cà chua, trứng ốp la với lại nước sốt của mì. Nên là trưa mì... nay thì Na sẽ ăn mì omachi. Đây là nước mì omachi trộn. Cái này là hôm qua mẹ Su mua để ăn trưa. Hồi trưa mẹ Su không đói bụng. Hồi trưa qua không đói bụng. Hồi sáng thì mẹ ăn xôi, giờ mẹ nói mẹ không đói rồi. Mẹ kêu đóng hộp mì này cho Na ăn đi. Su đóng cho nó. Khi chọn đều rồi. Rồi ăn đi. Mời cô chú. Mời cô chú cái gì còn ăn mì. Ăn mì như nào? Wow, mì ăn mì. Ngon rồi. Ngon. Mấy hộp cái này hả? Ừ. Ủa kì rồi, Su kì rồi. Ăn đi. Vô. Nó ăn điệu đà vậy đó. Bây giờ thì Su sẽ ăn xôi xéo. Hồi sáng thì mẹ Su có mua hai phần, nên là giờ Su còn phần Su sẽ ăn. Đây là gói phô mai hồi nãy cho mì của Na, nhưng mà Su cho nó một nửa bịch ạ. Cái này chứ còn cho nữa. Su cho nó một nửa. Nhưng mà Su thấy hồi nãy Su có ăn không thì Su thấy nó hơi có mùi gì đó lạ lạ. Nhưng mà vẫn béo rồi nè. Ăn béo. Rồi Su xin cho một ít lên Su ăn. Rồi các cô chú, các anh chị cũng ăn xôi nha. Con xôi xéo nha. Con có ăn gì ạ? Thôi ăn được đi. Ăn đi. Ăn đi. Ừ, ăn hơi xíu. Là ăn mì omachi. Mà xôi xéo thì dịu. Ba xôi xéo. Uống nước hả? Từ từ. Cay. Uống rồi. Xôi xéo qua đây. Cứ là... chỗ bán xôi xéo đó là ấm. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Dạ. Xe ai chìa khóa. Chạy xe cẩn thận nha. Bữa nào có làm đẹp qua đây là ủng hộ nữa nha. Tết mình nhuộm tóc đi cho đẹp. Trời ơi, mấy đứa cháu nó mà nhuộm như này khi nào giờ cô không có nhuộm. Dạ. Cô không có nhuộm tóc, cô mới mềm đài thấy mấy đứa con nhuộm rồi trời ơi, để thấy nó cũng nặng. Dạ. Ê, cho cô ấy khẩu trắng. À dạ dạ. Cái này
này đúng không ta? Của cô đúng không? Dạ dạ. Rồi cô về nha, cảm ơn cô nhiều nha. Đó. Xong rồi mọi người ơi. Giờ này thì em sẽ nghỉ ngơi xíu nha. Sáng giờ em duỗi ba cái đầu, nhọn một cái đầu. Làm móng thì em Ngọc với lại em Bình làm. Làm móng móng thì em Ngọc với em Bình làm mà ba người, hai người chứ. Suna thì ăn mì tôm. Ăn mì tôm với xôi. Thôi giờ em nghỉ ngơi, bọn mệt quá. Chưa rửa cái này nè, tí rửa. Su chạy lên chỉnh lấy mẹ hộp kem cái Su. Đi tắm luôn đi Su. 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. Chạy lấy hộp kem. Na đi lên chỉnh lấy hộp kem cho mẹ đi, chị Su lấy rồi đưa xuống đây cho mẹ. Rồi đi uống nhanh lên. Chị Su tắm. Nhanh lên. Ngang á, cưng ngang á, nó đỡ đau. Ngang để cái máy mày nằm xuống chút. Con lấy rồi. Đóng cửa lại. Nước cửa nha. Ủa, nước gì đó? Hả? Nước gì đó? Nước ô lông. Ờ chắc là mít giường á. Tôi bán thêm á. Chạy nắng bữa con chạy vô ngoài để khơi bít luôn. Nghĩa hả? Chạy ra chạy vô chứ. Mệt. Chôm chôm. Dưới sữa nữa hả? À. Sữa gì mà ngon không bếp? Thấy không có mời gọi nữa. Mấy lần trước bán như cũng kêu. Được chứ tặng cái bông đá nó chết. Sao người ta ghét chứ là tặng bông. Bông ăn được đâu mà tặng chứ không tặng. Vậy hả? Không cho 5 tiền cho 500 ngàn đi mình mua đồ ăn này kia rồi. Đặt bông mà đập nó chết luôn hả? Bởi vậy đó là tập tế. Bởi vậy nó mới là đợi tăng ca đó. Thôi là nó cũng tại vì vậy. 20 tháng 10 bò mẹ lại tăng ca hả? Chị thấy có bông em quay cho tốt không? À. Là của bà kia tặng cái gói thằng kia tặng cho bà kia mà em đến mượn với bụng vậy. Ý là vậy bộ chị ai của ai không chị lấy dù chị quay thôi là chị nó mà mua cho chị đập cái thiệt á. Lần bộ vậy thôi chứ còn tiền là thực tế đúng không? Ai bữa con Bình nó mày tao với con Bình vô chỗ ông thầy. Cái tự nhiên con Bình kêu chị cầm bỏ hoa đi coi. Chị cầm gì? Chị cầm giỏ hoa. Giỏ hoa này để chụp hình. Chị cầm giỏ hoa đi em chụp hình. Cái tao kêu thôi kỳ lắm tự nhiên cái giỏ hoa của tao tự nhiên tao mày cầm nhìn kỳ lắm cái Đó, nó lúc đầu nó không có nghĩ là của người ta rồi mình vô cây trương mình không có cầm hoa mà tự nhiên mình cầm vậy thì nó hơi kỳ á. Nó không có nghĩ ra mà nó chỉ nghĩ là cầm hoa để chụp cho đẹp thôi. Bà đơn giản lắm, bà mắc cỡ lắm, vô bàn ăn cái bà ngồi mắc cỡ, bà mắc cỡ khoảng tầm 15 phút cái lặng Suna ăn xong cái bà chuẩn bị gắp đồ ăn cái Su kêu về cái đứng dậy đi về hết. Đến gà em cái đó thì ăn là chị với Su mập chứ bộ. Con Ngọc nó đi nó không ăn gì hết trơn á, nó cứ ngồi rồi xong rồi kêu nó ăn nó không ăn. Nó không phải nó ngại nhưng mà nó kiểu ăn không nổi. Mà ăn nhiều biết sao ha. Biết ăn nhiều sao luôn. Con ăn chơi nè. Chơi nè. Chơi đi. Em vừa mới chốt được hai hộp kem của chị Hà Thị Cẩm Vân phải không ta?
Đúng rồi, Hà thì cảm ơn nha mọi người. Chị vừa mới chuyển khoản cho em. Chị này ở An Giang, chị này đã từng mua rồi, chị kêu em là ship cho chị hai hộp để chị gửi đi nước ngoài. Kem của em là hạn sử dụng tới 2026 rồi nha mọi người. Hạn sử dụng tới 2026 rồi nên là mọi người yên tâm. Rồi, giờ chở Na đi rước chị Xu nha. Đi rước chị Xu không? Rước chị Xu chơi. Trời mới mưa xong nên là trời lạnh, cho Na bỏ khóa. Chị Bình về rồi, chị Ngọc thì đang dọn dẹp nhà phụ mới quét tóc xong. Giờ tới giờ đi rước chị Xu rồi, đi thôi, let's go. Let's go, đi chơi. Tới nhà rồi. Kêu chị Ngọc về. Để mày kêu ra, mày kêu cho Xu nè ăn đi. Em đi ra ngay có hộp mới chạy. Trễ rồi Ngọc ơi, về đi em. Trời ơi. Về đi em, trễ rồi. Nó lạnh cái gì? Trời ơi nó lạnh. Thứ gì chị nổi với. Quét nhà rồi hả? Ok, về đi. Bye bye. Chết mẹ chắc ghê dưới nhà rồi. Ê mày đi vòng đây nè, mày đi vòng đây mày. Mày mang đôi dép mà màu đen của chị á. Đó ừ. Mày đi xuống dưới mày lấy. Ê mày chèn cho chị cái nón bảo hiểm vô luôn ơi, tao cầm vô ơi. Xe đạp để ngồi á. Chắc là ào cá vui. Ừ. Xuống dưới ăn đi. Dưới ăn sáng. Mẹ được hai đơn, mẹ được hộp hai đơn á Xuân. Một đơn hai hộp chứ lộn. Rồi hai chị em ăn đi. Mẹ ăn chưa? Thôi Xu với Na ăn đi. Mẹ. Pizza nè rồi. Mẹ ăn phô mai nữa với Na. Cho hai chị em ăn chung nha. Đây mẹ rửa cho hai cái rồi. Một cái bánh pizza, một cái đùi gà với một cái hamburger bỏ vô dĩa đi Xuân. Chị Na ăn nữa. Mời cô chú ơi. Mời cô chú cho chị cùng bán hamburger với Na. Mẹ một phần hamburger nha. Còn ba phần của Xu với Na nha. Một phần pizza. Một phần pizza, ok. Uống nước. Có ai cái gì không? Dạ. Gì? Rồi. Rồi, giờ Xu sẽ ăn thôi. Cô ngoài các cô chú các anh chị cùng ăn nha. Cái này. Cái này. Uống nước, uống nước, uống nước, uống nước. Ăn đi. Uống nước. Nước. Không, nước. Không, bỏ cà. Hả? Bỏ. Bỏ ít tương cà lên. Ui. Đây, Xu sẽ đổ tương cà ra đây. Xu mời cô chú các anh chị cùng ăn hamburger nha. Hamburger. Tôm chiên giòn, thịt tôm chiên giòn, thịt tôm, hamburger tôm, cái hamburger này là 39 cả, cô chú. Nè ăn, nè ăn, nè lỡ là
Rồi hai tụi bay quất đẫm sạch luôn. Xuất sắc. Ngon nè. Ôi quá dữ dằn. Rồi hai đứa giành luôn rồi. Nãy đứa một miếng rồi hả? Rồi chia ra, chia ra đứa phần nữa. Không ăn. Na không? Không. Cho Na cái miếng mềm đi, cho miếng thôi, ít thôi. Ừ. Không được. Được ăn mà. Mẹ ăn đi. Thôi Na ăn đi. Ăn đi. Hàng gì hôm nay chạy bảo trời, Na nó nhường. Na nó nhường cho miếng trời. Ai? Mọi người sao ạ? Ăn cái này đi, ăn cái này nè. Su có ăn cặp cái này không? Con thịt cà. Không được. Lấy à? Ừ, lấy đi. Lấy đi, ăn đi. Mày lên chở mày làm cho chị nha. Okay. Làm chị nào? Chị cái gọi đầu. Ăn xong rồi gớm này đem đi. Na chào cô chú ơi. Dạ cô chú. Các anh. Các anh. Anh gì? Các anh chị. Chúc cô chú. Chúc cô chú. Các. Các. Các gì? Các chị. Ngủ. Ngủ. Ngủ gì? Buổi tối. Ngủ gì? Ngủ. 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 Ngủ gì? Buổi tối. Ngủ buổi tối hay tôi giả mày giờ? Ngủ gì? Ngủ ngon. Ngủ ngon. Có gì đó cũng không nhớ rồi mệt ghê. Nghe quá đi. Này là cái quyển vở sợi sấy xuống mới mua. Này cái quyển vở này nè, mỏng lét vậy nè, vậy mà 10.000 đắt cắt cổ. Cái này là hồi trưa xài tứ tung hết. Nè em làm bài cẩn thận hơn. Rồi đây. Ngày sai 2 3 lỗi nhưng mà Su chỉ không 2 lỗi thôi, 2 cái này thôi, còn cái này đỡ hơn. Su cho nó 19 điểm. Cái này chỉ sai có 2 cái này, với mấy cái này thì vẫn bình thường thôi, là đưa cho nó là 9 điểm. Cái này là cái số 1 luôn nè. Số 1 nó diễn vẫn chưa đẹp nhưng mà nó vẫn được 10 điểm, tại vì cái này hơi căng, hơi ngang qua thôi. Còn có gì mấy cái này thì để Su cho nó viết số 2, rồi đằng kia số 3, số 4, số 5, số 10 thôi. Tới số 10 ngưng, xong rồi Su sẽ cho nó viết dấu, Su cho nó viết chữ bờ, chữ cờ, chữ A, chữ A, chữ bớ. Vậy đó. Vậy đó. Còn hồi Su sẽ đem lên Su khoe với mẹ Su. Con quỷ này Su sẽ để ở đây để dành cho nó viết chứ để nếu như mà cho nó xem TV hoài thì nó cũng không có tiếp thu được gì nhiều. Em vừa làm cho khách xong thì em vừa mới chốt thêm một đơn nữa mọi người, kem xâm nhập. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ em nha. Giờ này thì cũng 8 rưỡi rồi mọi người. Em ngồi xíu nữa khoảng 9 giờ hơn rồi em đóng cửa. Đóng cửa lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, giờ ngồi xíu. Mệt quá. Ok, nằm xuống. Bây giờ sợ làm bộ phải không? Không tháo cây dừa của trên đầu nó ra cà. Trên đầu nó có cây dừa cà. Tháo cây dừa trên đầu nó ra đi. Đây đây tháo cây dừa. Uống sữa chưa? Chưa cho nó uống sữa nữa. Sao định cai sữa cho nó hay gì vậy? Có đâu hồi nãy nó qua bển nó uống nước. Uống sữa nha nè. Để cho cây dừa cơ. Tháo ra. Uống sữa nha, mày pha sữa nha. Đây là cái đầu. Rồi mẹ Su mới pha cho nó. Uống rồi, uống rồi. Nào. Ừ, nó uống rồi một hồi Su lấy oxy lại nhỏ vô. Nó xì mũi nên nó quá. Ừ, uống sữa rồi. Nè, mở được. Cái chân nó không biết nó bị cái gì nữa nè. Thôi. Nè, sao có nhỏ nè. Nàng cho nó uống một bình sữa thôi nha. Dạ, uống.